phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh Cuộc sống Hoa Kỳ ACC, là phòng khám chuyên khoa đầu tiên và là một trong những phòng khám hàng đầu về thần kinh cuộc sống tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2006, ACC được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại và tối tân chuyên để chữa trị các bệnh lý liên quan đến thần kinh cuộc sống như thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa và viêm khớp. ACC vừa khai trương cơ sở thứ hai tại 44 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đầu tiên, các bác sĩ phòng tìm hiểu nguyên nhân gây ra cơn đau, sau đó dùng phương pháp nắn chỉnh thần kinh cột sống để kéo vùng cơ, dây chằng, đốt sống bị lệch về đúng vị trí tự nhiên vốn có. Tiếp theo đó, tùy nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa mà bệnh nhân sẽ được điều trị kết hợp bằng phương pháp giảm áp trên các đĩa đệm bị thoát vị hay cấu trúc đốt sống bị thoái hóa bằng máy giảm áp, kéo giãn DTS hoặc trải qua quá trình điều trị laser với máy chiếu laser thế hệ 4. Tất cả các thiết bị này có tác dụng giảm áp, định vị các đốt sống, tăng độ ẩm và dưỡng chất nuôi các đĩa đệm, từ đó giải phóng dây thần kinh khỏi sự chèn ép, chấm dứt cơn đau. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu bằng các thiết bị điện xung, siêu âm để tăng cường tuần hoàn máu, nuôi dưỡng đĩa đệm, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. ACC là trung tâm thần kinh cột sống đầu tiên có tại Việt Nam. Thần kinh cột sống có thể điều trị cho nhiều bệnh và tốt nhất cho các chứng đau kinh niên. Phương pháp của ACC đặc biệt hiệu quả cho việc điều trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Nhiều bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cũng đã được điều trị thành công ở phòng khám của chúng tôi. Có hàng ngàn bệnh nhân thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm đã điều trị thành công tại phòng khám ACC. Chúng tôi rất tự hào và đã mở thêm được phòng khám tại thành phố Hà Nội. Sau khi được người bạn ở trong Sài Gòn giới thiệu và tôi đọc báo, thì tôi đã đến đây chữa, thì tôi có, sau khi chữa đây tôi thấy nó có cái phương pháp nó khác hẳn, nó trực tiếp vào cột sống. Thế sau một đợt điều trị như thế, cứ dần dần tôi cứ nâng thể lực lên dần. Sau đợt điều trị 10 ngày thì tôi thấy nó tiến bộ rõ rệt, giảm, không gọi là phần trăm được, là giảm thấy những cái mà tôi không ngờ. Tôi bản thân thì thấy đó là đỡ nhiều, mà tôi thấy đi lại con cháu đến nó đều chúc mừng. Thế mà tôi thấy yêu đời hơn. Thế thì tôi rất phấn khởi là được điều trị ở đây như thế. Và tôi tiếp tục sẽ là bệnh nhân đây, một định kỳ tôi trở lại để kiểm tra. Ngoài ưu điểm làm giảm đau nhanh mà không cần dùng thuốc hay thực hiện phẫu thuật, trị liệu thần kinh cột sống còn là phương pháp trị liệu hiệu quả và an toàn. Tuy vậy, để bệnh không tái phát, bệnh nhân cần phối hợp luyện tập thể dục, thực hiện chương trình dinh dưỡng đầy đủ, cải thiện lối sống, sinh hoạt và chế độ làm việc. Việc khám và điều trị sớm cũng được khuyến khích để giúp bệnh nhân hạn chế những thương tật về sau.